457 Keo ta Tên khác Keo thơm Keo nước hoa Kinh cầu hoa Dung tai Bộ phận dùng Lá, quả, hạt, vỏ và rễ Tác dụng dược lý Vỏ thân cây keo ta chứa một hàm lượng tanin cao Có tác dụng gây săn xe Tính vị công năng Theo y văn cổ Rễ cây keo ta có tác dụng tiêu viêm, bài nùng Công dụng theo kinh nghiệm nhân dân, vỏ thân cây keo ta 10g sắc uống chữa bệnh tiêu chảy. Nước sắc đặc của vỏ thân cây keo ta với gừng được dùng làm thuốc ngậm chữa chảy máu lợi. Lá keo ta rửa sạch, giã nát, đắp tại chỗ hoặc nấu nước rửa để chữa mụn nhọt, lở loét, đau nhức. Hoa keo ta cả cụm ngâm với rượu trong vài ngày ngậm chữa đau nhức răng. Ở Philippines, nước sắc vỏ thân cây keo ta dùng thột rửa chữa xa trực tràng và khí hư còn nước sắc của lá lại rửa vết thương, bã dùng đắp tại chỗ. Ở Malaysia, nước hãm của hoa và lá dùng cho phụ nữ sau khi đẻ, dễ dã nát đắp chữa xương tấy. Ở Indonesia, lá cây keo ta chữa đau lưng, quả non chữa đau mắt. Ở Trung Quốc, dễ chữa áp xe phổi do lao, viêm khớp. Ở châu Úc, châu Phi, Ấn Độ, cây keo ta là nguyên liệu chết tanin dùng trong kỹ nghệ thuộc da đôi khi người ta còn khai thác chất gôm tiết ra từ vỏ cây để dùng thay thế gôm Arabic. Ở nhiều nước, người ta trồng cây keo ta để lấy hoa cất tinh dầu dùng trong kỹ nghệ hương liệu và mỹ phẩm. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web bảo nam com Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác